Rồi chị ơi, em quay cho chị xem cái máy may trước nha chị. Thì rồi đó, em quay kỹ nè, nó rất là mới, mấy em đã làm lên hết luôn rồi đó. Đây là hàng nội địa Nhật nha chị. Đó, may rất là êm, may được tất cả vải luôn. Đó, điều chỉnh rất là đẹp luôn, mấy em đã chỉnh kỹ lắm rồi. Rất là kỹ cho chị luôn á. Đó, lại mối. Nhà cô đã có máy may rồi, cô biết. Đó, em lựa cái máy tốt cho chị đó. Hàng này là coi như là không sức mà may thôi. Máy thun. Đây, vải thun này. Chị về chị cứ để lên, chị lấy cái motor này chị may cho nó sướng. Không cần phải đặt chân. Để xíu cho chị thêm một cái dây đặt chân nữa. Về chị cứ gắn cho chị ra. Máy này may mạnh lắm chị. Cái tê. Dài. Dài. Để mẹ may dài cho cô đó. Rồi, may dài cho cô coi luôn. 6 lớp. Là 6 lớp này chị. Vô tư. Rồi, máy cho chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi.